Chúng tôi đi theo ước vọng đôi bờ, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Chúng tôi lần lượt kẻ trước người sau tiến về miền Nam thân yêu. Huyền thoại Trường Sơn mãi mãi để lại ấn tượng nguyên lành trong lòng những người lính, những người đang yêu trên đường hành quân ra trận. Ở hai đầu xa thẳm giữa đại ngàn, chúng tôi vẫn nhận ra những tín hiệu nồng ấm của tình yêu, nỗi nhớ. Đôi cánh tình yêu dang rộng đến ngàn trùng, cho Đông Trường Sơn nối với Tây Trường Sơn. Chúng tôi đi theo...